Phan Đình Phùng, lãnh đạo khởi nghĩa Hương Khê, đỉnh cao của phong trào Cần Vương. Dù đã bị loại khỏi phe chủ chiến do bất đồng quan điểm với hai lãnh đạo là Tôn Thất Thuyết và Nguyễn Văn Tường, thế nhưng trước lời kêu gọi cứu nước thống thiết của vua Hàm Nghi, Phan Đình Phùng vẫn hưởng ứng một cách nồng nhiệt. Đặc biệt, nhờ tầm nhìn xa của bản thân và sự phó tá của nhiều tướng lĩnh tài năng, cuộc khởi nghĩa Hương Khê do ông lãnh đạo đã trở thành cuộc khởi nghĩa đỉnh cao của phong trào Cần Vương. Đáng tiếc, một cây làm chẳng nên non, cuối cùng cuộc khởi nghĩa thất bại, bản thân Phan Đình Phùng cũng phải nhận cái kết bi thảm. Vinh nhục bởi tính cương trực. Phan Đình Phùng, hiệu Châu Phong, tự Tôn Cát, thụy là Trang Lạng, sinh ngày 6 tháng 6 năm 1847 tại làng Đông Thái, huyện La Sơn, nay là xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, trong một gia đình nho học. Cha ông là phó bản Phan Đình Tuyến, đỗ phó bản khoa thi năm Giáp Thìn 1844, thời vua Thiệu Trị, làm quan tới phủ Doãn, phủ Thừa Thiên, sau đó ra Bắc, rồi làm chức tán lý quân vụ, dẹp giặc ở tỉnh Lạng Sơn, rồi tử trận. Các bác ông là chí sĩ Phan Đình Thông và cử nhân Phan Đình Thuật, chú là phó bản Phan Đình Vận. Thuở nhỏ, Phan Đình Phùng có tính học trước quên sau, trong khi các anh em của ông ai cũng học giỏi. Để cố gắng theo kịp, trong vòng mấy năm trời, tay ông luôn cầm sách, chân không bước ra đường, chỉ miệt mài nơi án sách, quyết chí lập công danh sự nghiệp. Kết quả khoa thi đình năm Đinh Sửu 1877, Phan Đình Phùng đỗ tiến sĩ. Sau khi đỗ tiến sĩ, Phan Đình Phùng được bổ làm tri huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình. Năm 1878, ông được triệu về kinh đô nhậm chức ngự sử đô sát viện. Lúc bấy giờ, tình hình chính trị rối ren, làm ngự sử thời binh đã khó, huống hồ chi thời loạn. Nhưng bản thân Phan Đình Phùng vốn tính cương trực, gặp việc sai lầm của các quan, ông sẵn sàng vạch tội ngay. Năm 1882, Phan Đình Phùng dâng sớ hạch tội Thiếu Bảo Nguyễn Chánh về tội ứng binh bất biến, cầm quân ngồi yên không đi tiếp viện khi thực dân Pháp tấn công thành Nam Định. Năm sau, ông lại mâu thuẫn với Tôn Thất Thuyết vì chuyện phế vua Dục Đức, lập vua Hiệp Hòa, kết quả bị đuổi về quê. Năm 1884, Phan Đình Phùng được phục chức rồi được bổ làm tham biện Sơn Phòng, Hà Tĩnh. Ôm mộng cứu quốc. Năm 1885, sau cuộc phản công thất bại ở Huế, vua Hàm Nghi chạy ra Tân Sở, Quảng Trị, phát chiếu Cần Vương. Phan Đình Phùng đã quên hiềm khích cũ, hợp lực cùng với Tôn Thất Thuyết chống Pháp. Dù đang chịu tang mẹ mình, ông vẫn đứng ra chiêu tập lực lượng từ khắp các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình. Sau được nhà vua phong chức tán lý quân vụ. Theo giúp Phan Đình Phùng có các trí thức và rất nhiều chỉ huy xuất thân từ nhân dân lao động nghèo. Giai đoạn đầu từ 1885 đến 1888, Nghĩa quân xây dựng lực lượng và cơ sở chiến đấu. Đầu năm 1887, thấy thực lực Nghĩa quân Hương Khê quá suy yếu, Phan Đình Phùng giao quyền chỉ huy cho Cao Thắng để ra Bắc đến các tỉnh Sơn Tây, Hải Dương, Bắc Ninh tìm sự hỗ trợ và liên kết lực lượng. Ở lại Hà Tĩnh, Cao Thắng cùng các chỉ huy khác đem quân đến làng Lê Động, Hương Sơn để tổ chức lại lực lượng, luyện quân, xây dựng hệ thống đồn lũy, rèn đúc vũ khí. Địa bàn hoạt động của Nghĩa quân thời điểm này gồm 4 tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình. Địa bàn chính là Hương Khê, Hà Tĩnh. Theo sử liệu, Phan Đình Phùng cho xây dựng 4 căn cứ lớn. Căn cứ Côn Chùa là nơi dự trữ lương thực và rèn đúc vũ khí. Căn cứ Thượng Bồng, Hạ Bồng gồm hệ thống hào lũy, đồn trại, kho lương, bãi tập. Căn cứ Trung Khê, Trí Khê là nơi dự bị, có đường sang Lào. Căn cứ Vũ Quang, địa hình hiểm trở, có thể theo đường núi vào Quảng Bình, Quảng Trị, ra Nghệ An, Thanh Hóa, hay theo đường sông xuống các vùng đồng bằng hoặc là lánh sang Lào. Nghĩa quân được chia thành 15 quân thứ rải khắp 4 tỉnh. Các quân thứ được xây dựng trên các cơ sở đơn vị hành chính, thường là huyện, có khi là xã, và lấy tên nơi đó để gọi. Mỗi quân thứ có từ 100 đến 500 quân, đứng đầu là người có năng lực và uy tín. Nghĩa quân có đồng phục, vũ khí ngoài những thứ thông thường, còn có khoảng 500 khẩu súng tự chế theo kiểu súng Pháp năm 1874 và rất nhiều súng hỏa mai. Phần lương thực và của cải chủ yếu nhờ nhân dân đóng góp. Phương thức tác chiến của Nghĩa quân Hương Khê là dựa vào địa thế núi rừng hiểm trở với hệ thống công sự chằng chịt để tiến hành chiến tranh du kích. Nghĩa quân luôn phân tán hoạt động, đánh quân Pháp bằng nhiều hình thức,
như công đồn, chặn đường tiếp tế, dùng cạm bẫy và dụ đối phương ra ngoài đồn để diệt họ. Bạn đang xem video tại kênh Người Nổi Tiếng, đừng quên nhấn nút đăng ký bên dưới để ủng hộ nhóm nhé! Quyết đấu với thực dân. Đối phó lại với nghĩa quân Hương Khê, thực dân Pháp cho bố trí nhiều đồn lẻ ở các nơi để phong tỏa từng khu vực và kiềm chế hoạt động của họ. Riêng ở Hương Khê, Pháp cho lập tới 20 đồn, mỗi đồn có khoảng 30 lính đóng giữ. Trong những năm từ 1889 đến 1892, nghĩa quân 4 tỉnh đã phối hợp và hoạt động mạnh trên một vùng rộng lớn để đánh trả quân Pháp. Theo sách Việt Sử Tân Biên, nghĩa quân đã tổ chức được 28 trận lớn nhỏ và đa phần đều thắng. Tài điều binh khiển tướng của Văn Đình Phùng đến kẻ thù cũng phải tỏ ra nể phục, đại úy Gosselin nhận xét. Quan Đình Nguyên, Văn Đình Phùng có tài kinh doanh việc quân binh, biết luyện tập sĩ tốt. Việc sử Mông Học thì ghi nhận, trải qua nhiều nguy biến, chẳng quản bước gian truân, quên mình vì nghĩa lớn, gương trung nghĩa, văn thân. Sau nhiều trận thua đau, kể từ đầu năm 1892 trở đi, thực dân Pháp cho mở nhiều cuộc càn quét, đáng kể là trận càn lớn vào khu Hói Trùng và Ngàn Sâu, căn cứ của Cao Thắng. Vào đầu tháng 8 năm 1892, để đối phó, Văn Đình Phùng bố trí một lực lượng chống trả tại chỗ, một nhóm khác hoạt động sau lưng đối phương, buộc giặc phải rút về, hai bên cứ thế liên tục ăn miếng trả miếng. Thế nghĩa quân Hương Khê ngày càng lớn mạnh, quân Pháp một mặt tăng cường càn quét, thu hẹp phạm vi hoạt động của quân, mặt khác tìm cách cắt đứt liên lạc giữa các quân thứ và giữa nghĩa quân với nhân dân, đồng thời tiến hành dụ dỗ các lãnh đạo nghĩa quân đầu hàng. Trong trận tấn công đồn Nu ở Thanh Chương, Cao Thắng bị thương nặng rồi hy sinh lúc 29 tuổi, gây tổn thất lớn cho nghĩa quân Hương Khê. Cái kết đau thương. Lợi dụng cơ hội nghĩa quân mất tướng tài, quân Pháp tăng thêm binh lực rồi siết chặt vòng vây. Nghĩa quân Hương Khê cố gắng đánh trả những cuộc vây quét, nhưng thế lực của lực lượng ngày càng giảm. Năm 1895, thực dân Pháp điều võ quan Nguyễn Thân đến phối hợp với công sứ Nghệ An là D'Olivier, đem 3.000 quân đi đàn áp cuộc khởi nghĩa. Quân chủ lực của Văn Đình Phùng bị đối phương chặn đường tiếp vận, vũ khí, lương thực, quân số thảy đều thiếu thốn. Mỗi lần bị tấn công, nghĩa quân chỉ có thể chạy quanh từ núi Quạt rồi trở về núi Vũ Quang, không thể ở đâu lâu quá 3 ngày. Ngày 17 tháng 10 năm 1894, Văn Đình Phùng tập hợp lực lượng đánh thắng một trận lớn. Theo nhà sử học Phạm Văn Sơn, thì sau trận này, phía Pháp ngoài số quân trang và đạn dược bị mất mát, còn có 3 sĩ quan và trên 100 lính bị tiêu diệt. Đây cũng là trận thắng cuối cùng vì gần 3.000 quân do Nguyễn Thân cầm đầu đang ngày càng siết chặt vòng vây. Trong một trận giao tranh ác liệt, Văn Đình Phùng bị thương nặng rồi hy sinh vào ngày 28 tháng 12 năm 1895. 12 ngày sau khi thủ lĩnh mất, Nguyễn Thân mới tới được căn cứ Vũ Quang. Sang đầu năm 1896, một số chỉ huy nghĩa quân cũng lần lượt mất vì ở lâu nơi rừng sâu nước độc. Một số bị tử trận hoặc bị bắt rồi bị giết, một số khác thì rút qua Simla hoặc đầu hàng. Khởi nghĩa Hương Khê đến đây kết thúc. Khởi nghĩa Hương Khê là đỉnh cao nhất của phong trào Cần Vương cuối thế kỷ 19, kéo dài suốt 10 năm, có quy mô rộng lớn, tổ chức tương đối chặt chẽ, lập được nhiều chiến công và gây cho quân Pháp tổn thất nặng nề. Cuộc khởi nghĩa đã huy động đến mức cao độ sự ủng hộ và tiềm năng to lớn của nhân dân. Về quân sự, nghĩa quân đã biết sử dụng những phương thức tác chiến linh hoạt, chủ động, sáng tạo trong quá trình chuẩn bị lực lượng, cũng như khi giao chiến với đối phương. Khởi nghĩa Hương Khê thất bại do nhiều nguyên nhân, chủ yếu là do nghĩa quân chưa biết liên kết, tập hợp lực lượng phát triển thành phong trào toàn quốc. Đó cũng chính là những hạn chế của thời đại, của bộ phận lãnh đạo phong trào Cần Vương nói chung. Không chỉ là võ tướng. Qua số tác phẩm ít ỏi của Phan Đình Phùng, dễ nhận thấy ông là một nhà nho trung nghĩa sáng suốt. Tương truyền khi Pháp lợi dụng các cộng sự cũ của ông như Lê Kinh Hạp, Võ Khoa, Hoàng Cao Khải viết thư khuyên hàng, ông đã một lòng cự tuyệt, điều đó thể hiện trong bài Phúc Đáp Hoàng Cao Khải. Khi nghĩa quân giành được những thắng lợi lớn, ông cũng dùng thơ để hưởng ứng với bài Thắng trận hậu cảm tác. Chủ tướng họ Phan còn làm thơ động viên hoặc than khóc với những bài Khóc Cao Thắng, Ký Tô Nhân Chủ. Nói đến Văn Đình Phùng, người ta nghĩ ngay đến cuộc khởi nghĩa Hương Khê mà quên rằng ông còn là tác giả của một cuốn sách địa dư sử học hiếm có, Việt Sử Địa Dư. Sách được hoàn thành năm 1883,
chính là thời gian ông bị Tôn Thất Thuyết đuổi về quê. Việc sử Địa Dư gồm có tập thượng, tập hạ, dẫu viết về địa lý, địa danh đất nước, nhưng chú thích rất kỹ càng tên núi, tên sông hay địa phương to nhỏ. Điều ấy chứng tỏ học vấn uyên bác, vốn hiểu biết rộng của tác giả. Sách được xuất bản một lần duy nhất vào năm 2008. Được tin người anh hùng Phan Đình Phùng mất, văn thân Nghệ Tĩnh tiếc thương vô hạn. Những người đồng chí Hướng chỉ còn biết dùng chữ để tỏ nỗi lòng trước ông. Năm 1936, khi mặt trận Bình Dân lên nắm quyền ở Pháp, nới lỏng quyền tự do báo chí ở thuộc địa Đông Dương, nhà báo Đào Trinh Nhất đã sưu tầm và viết nhiều bài báo truyền kỳ về Phan Đình Phùng, về sau được tập hợp trong tác phẩm Phan Đình Phùng, một vị anh hùng có quan hệ đến lịch sử hiện thời. Tuy nhiên, theo các nhà nghiên cứu, nhiều giai thoại trong tác phẩm này là hư cấu không thể xác định tính chân thực được. Mặc dù vậy, các giai thoại này vẫn lưu truyền và phổ biến trong nhiều tài liệu cho đến tận ngày nay. Hiện nay, tên Phan Đình Phùng được dùng để đặt tên cho trường học, đường phố tại nhiều tỉnh thành trên khắp nước Việt Nam. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Nổi Tiếng. Đừng quên nhấn nút đăng ký và xem thêm những video mới để ủng hộ nhóm nhé!